Chào mừng các bạn đã đến với bản tin mới nhất từ kênh Thái Hải TV. Nhớ ấn đăng ký kênh để cập nhật các bản tin mới nhất từ kênh nhé. Thái Hải TV, sôi động cùng AFF Mitsubishi Electric Cup 2022. Chào mừng quý vị đã đến với kênh Thái Hải TV. Thưa quý vị và các bạn, vào lúc 16 giờ 30 phút ngày 29 tháng 12 năm 2022 theo giờ Việt Nam, trên sân vận động Gelora Bungkano sẽ diễn ra trận đấu bảng AFF Cup 2022 giữa hai đội Indonesia gặp Thái Lan. Trận đấu này sẽ được trực tiếp trên kênh YouTube FPT Bóng Đá Việt, FPT Play, VTV5 và VTV Cần Thơ. Hoặc quý vị có thể bấm vào đường link bên dưới phần mô tả video này là sẽ xem được trực tiếp. Ngoài ra, để thuận tiện cho quý độc giả, chúng tôi sẽ cập nhật và tường thuật mọi diễn biến mới nhất liên quan đến trận Indonesia gặp Thái Lan ngay tại kênh Thái Hải TV. Mời các bạn cùng đón xem. Và sau đây là dự đoán tỷ số, thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu, phân tích, nhận định, những thông tin bên lề trước trận đấu. Indonesia sẽ có trận đấu quan trọng tiếp đón Thái Lan trên sân nhà. Cuộc chiến giữa Indonesia gặp Thái Lan chính là trận đấu hấp dẫn nhất bảng A, AFF Cup 2022. Không chỉ là hai đội mạnh nhất bảng, họ còn là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch giải đấu năm nay. Điều đáng nói, trước khi bước vào trận đấu này, cả hai đều đang có được lực lượng mạnh nhất. Về phía chủ nhà Indonesia, họ đã có được hai chiến thắng liên tiếp trước Campuchia và Brunei. Thầy trò huấn luyện viên Sinteyong cũng có được hiệu số tốt là dương 8. Ngoài ra, các bàn thắng của đội bóng xứ vạn đảo cũng đến từ các chân sút khác nhau, cho thấy khả năng ghi bàn vô cùng đa dạng. Đội chủ nhà chắc hẳn cũng rất mong chờ gặp Thái Lan để đòi lại món nợ ở hai trận chung kết AFF Cup 2020. Bên kia chiến tuyến, đương kim vô địch AFF Cup 2020 cũng đã có được hai chiến thắng và tạm thời dẫn đầu bảng A. Bầy voi chiến dù không có được lực lượng mạnh nhất ở giải năm nay nhưng đẳng cấp của họ vẫn là điều không thể bàn cãi. Cái tên quan trọng nhất của Thái Lan hiện tại chính là lão tướng Tiere Sindanda. Nhìn chung, cuộc đọ sức giữa Indonesia và Thái Lan sẽ là trận quan trọng có yếu tố quyết định ngôi nhất và nhì ở bảng A. Dự đoán tỷ số Indonesia gặp Thái Lan. Với tương quan trình độ của hai đội vào lúc này, chủ nhà Indonesia nhiều khả năng sẽ cầm hòa được Thái Lan. Dự đoán của chúng tôi, Indonesia hòa Thái Lan với tỷ số 2-2. Tin tiếp theo, huấn luyện viên Thái Lan xác định 4 đội vào bán kết AFF Cup 2022. Huấn luyện viên Mano Polking khẳng định Việt Nam, Malaysia, Thái Lan, Indonesia là 4 đội mạnh nhất tại AFF Cup 2022. Cả Indonesia và Thái Lan đều đã khởi đầu AFF Cup 2022 khá hoàn hảo sau khi giành được 2 chiến thắng với 6 điểm tuyệt đối. Cả hai đội đều cùng ghi được 9 bàn, tuy nhiên Indonesia là đội đã để thủng lưới trước Campuchia. Chính vì thế trận đấu được coi là chung kết sớm của bảng A đang nhận được nhiều sự chú ý. Phát biểu ở buổi họp báo trước trận, huấn luyện viên Mano Polking có những chia sẻ đầy tự tin, không khác gì với năm ngoái. Mục tiêu của Thái Lan là phải đánh bại được Indonesia. Đương nhiên họ vẫn là một đội bóng mạnh, có thêm cả những cầu thủ mới với chất lượng tương đối đồng đều ở cả 3 tuyến. Theo tôi, Indonesia, Malaysia và Việt Nam là những đội bóng mạnh ở AFF Cup 2022 năm nay. Cùng với nhau, chúng tôi là 4 đội xuất sắc nhất Đông Nam Á vào lúc này. Chúng tôi đã gặp Indonesia 2 lần trong năm dương lịch vừa qua, một là chung kết AFF Cup 2020 và hai là tại SEA Games 31. Tuy nhiên đây là lần đầu tôi cùng đôi 6 tuyển Thái Lan làm khách trước Indonesia. Cả hai đội đều là những đội bóng chất lượng và sẵn sàng cống hiến cho người hâm mộ tới sân một trận đấu hấp dẫn. Từng đánh bại Indonesia ở chung kết AFF Cup 2020 cũng như U23 Indonesia ở bán kết SEA Games 31, huấn luyện viên Polking tự tin đã hiểu rõ đối thủ của mình. Đội hình của Indonesia không khác nhiều so với trận chung kết năm ngoái hay tại SEA Games vừa qua. Nhiều cầu thủ của họ còn rất trẻ nhưng đã có thời gian thi đấu cạnh nhau khá lâu. Đương nhiên tôi hiểu rất rõ lối chơi của đội bóng này. Nhìn vào cục diện bảng A lúc này, có thể thấy hai vị trí dẫn đầu khó thoát khỏi tay Thái Lan và Indonesia. Vì thế trận đấu ngày mai có thể coi là quyết định tới ngôi nhất bảng. Tại bảng B, Việt Nam lẫn Malaysia cũng đang có những màn trình diễn ấn tượng và được cho là không quá khó khăn để thẳng tiến vào bán kết. Cả đội tuyển Thái Lan và đội tuyển Indonesia đều đang thể hiện được sức mạnh ấn tượng tại AFF Cup 2022. Trong khi Thái Lan lần lượt đánh bại Brunei và Philippines với những tỷ số cách biệt thì Indonesia cũng có được 6 điểm trọn vẹn sau 2 trận đã đấu. Điều này là hoàn toàn dễ hiểu khi hai đội bóng kể trên được xem là những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch, theo huấn luyện viên Sinteyong. Lịch trình di chuyển dày đặc tới các địa điểm thi đấu ảnh hưởng không nhỏ tới các cầu thủ Indonesia. Thật vậy, có những yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến hiệu suất của tất cả các đội. Đó là điều gây khó khăn cho chúng tôi.
nhưng tôi vẫn sẽ cùng toàn đội chuẩn bị tốt nhất có thể để có thể có một trận đấu tốt. Sau trận đấu gặp đội tuyển Thái Lan, Indonesia sẽ còn một trận quan trọng nữa gặp Philippines ở lượt trận cuối cùng. Trong khi đó những chú voi chiến sẽ đụng độ với Campuchia. Nếu không có bất ngờ nào xảy ra, nhiều khả năng Indonesia và Thái Lan sẽ dắt tay nhau vào bán kết. Trước đó, tại AFF Cup 2021, hai đội bóng này đã lọt vào trận chung kết. Thầy trò huấn luyện viên Mano Polking là những người được hưởng niềm vui cuối cùng khi đánh bại đối thủ sau hai lượt trận. Ở lượt trận thứ tư bảng A, Thái Lan và Indonesia sẽ đụng độ với nhau. Đây được xem là trận chung kết sớm của bảng đấu. Đội bóng nào có được 3 điểm nhiều khả năng sẽ đi tiếp với ngôi đầu bảng. Trong buổi họp báo trước trận đấu, huấn luyện viên Shin Tae-jong không ngần ngại dành lời khen cho đối thủ. Như mọi người đã biết, Thái Lan là đội hay nhất Đông Nam Á. Chắc chắn quan điểm của những người khác cũng vậy. 3 ngày, các đội bóng sẽ phải thi đấu một trận nên việc duy trì thể trạng của các cầu thủ là rất quan trọng. Thái Lan cũng vậy khi họ phải di chuyển xa như chúng tôi, những người vừa trở về từ Malaysia. Indonesia và đương kim vô địch Thái Lan không chỉ là ứng cử viên cho hai vé vào bán kết của bảng A mà còn được đánh giá rất cao trong cuộc đua vô địch. Cả hai đội đã phần nào chứng minh hình ảnh ấy bằng hai trận thắng sau hai trận đã đấu. Cả Indonesia lẫn Thái Lan đều thể hiện công thủ toàn diện khi cùng ghi được 9 bàn thắng. Nếu như Indonesia để lọt một bàn thì Thái Lan thậm chí vẫn giữ sạch lưới cho dù đã đối đầu với một đối thủ khá khó chơi là Philippines. Có thể thấy, khả năng săn bàn của Indonesia khá đa dạng khi 7 trên 9 bàn thắng do 7 cầu thủ khác nhau lập công. Hai bàn còn lại do chân sút Igi thực hiện. Con số thống kê ấy cho thấy gần như các cầu thủ tấn công của đội bóng xứ vạn đảo đều biết ghi bàn. Về phần mình, Thái Lan cũng có khả năng săn bàn đa dạng không kém. Trong đó, lão tướng Tiraisin Dangda vẫn là ngòi nổ quan trọng nhất của nhà đương kim vô địch khi đã có 3 pha lập công trong 9 bàn thắng của đội nhà. Nói cách khác, cả Indonesia và Thái Lan đều đã có những màn tổng duyệt hoàn hảo trước cuộc chạm trán lẫn nhau này. Tình hình lực lượng của hai đội cũng rất lạc quan khi các cầu thủ trụ cột đều sẵn sàng ra sân. Đối đầu quá khứ Indonesia gặp Thái Lan, hai đội bóng đã tham dự tất cả các kỳ AFF Cup cho đến thời điểm này. Thái Lan cũng đã chạm trán với Indonesia rất nhiều lần. Cụ thể, cả hai đội đã có 14 trận giáp mặt nhau từ năm 1996 đến nay nếu chỉ tính riêng ở AFF Cup. Lịch sử đối đầu ở giải đấu của khu vực đang nghiêng về Thái Lan khi đội bóng xứ chùa vàng thắng đến 10 trận, hòa 1 và thua 3 trận. Đặc biệt, Indonesia không thắng nổi Thái Lan trong 6 năm qua. Chiến thắng gần nhất của Indonesia trước Thái Lan là ở chung kết lượt đi AFF Cup 2016 vào ngày 14 tháng 12 năm 2016. Những con số thống kê ấn tượng và áp đảo hoàn toàn nghiêng về Thái Lan ít nhiều đem đến lợi thế tâm lý cho đoàn quân của ông Mano Polking trong chuyến làm khách trước Indonesia. Xin kết thúc phần tin tại đây. Hãy nhấn nút đăng ký, subscribe để nhận những video mới nhất của chúng tôi. Nhấn like để ủng hộ tác giả và phát triển kênh. Chúng tôi vô cùng biết ơn việc làm đó của các bạn. Các bạn có nhu cầu mua các bộ hát live stream, loa kéo di động, micro karaoke, âm thanh chất lượng uy tín nhất thì liên hệ với Thái Hải TV 2 qua số điện thoại 0939 732 349 nhé. Xin chân thành cảm ơn rất nhiều.